Đấy, bố này lên tập thể dục thế nào. Bạn này tập siêu lắm, bé con này siêu lắm. Cho ông tập cái nào. Bây giờ kinh nhau. Thành điệu lắm. Ấy, hình như à. Ngã áo ra đây tập à? Có bao giờ ra đây tập thể dục không mà tập giỏi đấy? Có, thỉnh thoảng ra à? Tập giỏi đấy. Mà bị nào quá đâu. Chạy hết cỡ, ui ui, nhanh chưa? Ui, ui, ui. Chạy hết cỡ thế nào xem được bao nhiêu phút một vòng nè. Chịu khó tập thể dục thế nhỉ? Bố nên tập thể dục ấy, bố nên chạy thử. Chạy thử ấy, cái này chạy miễn phí mà. Nên đi. Ui ui. Ôi ôi, vậy bố bác ai khác chạy rồi. Không, nếu không được đâu. Ôi trời. Cái này gọi là hơi bị đắt đậy đắt. Hết người này đến người khác ngay. Đấy, ui. Ôi. Chạy ơi. Quá vào. Này mà em cún con đáng yêu. Đi tập thể dục buổi chiều. Ông đang ra khám phá cái tập thể dục thể thao bên kia. Ông còn không biết cách tập dục cơ. Đấy. Ông đang gọi là như kiểu là muốn tháo đồ thể dục người ta ra ạ. Rồi bây giờ ông bắt đầu ông chọn được cái này rồi. Sao ông tập về nào nhá. Đây, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ra mẹ. Đấy, mẹ tập một bên, bố tập một bên. Đấy, ông một bên bán đấy. Đấy, cái đấy này làm ra đi đấy. Đúng rồi. Đấy, ui, ông cầm vật dụng kìa. Giỏi chưa. Lần đầu tiên ông biết tập dụng. Ba ngồi đấy. Ngồi đấy, rồi. Tập đi. Rồi. Ông một bên vào một bên. Tập anh nhá. Rồi. Phải đào hết cho khỏe đùi gối. Đấy. Ở đây là ông nào được ra tập miễn phí không phải mất tiền. Không phải mua đồ về. Đấy, ông bà ra đây đi tình cảm nâng cao. Ôi trời. Nào, tập mạnh lên. Xong. Xong à, tẹo tập cái này xong rồi ra chỗ bên kia có cái quay tay à. Quay tay cho người dẻo dai. Ôi trời. Hôm nào nên hôm nào. Thế bây giờ ở đây mà có biết đường về không mẹ? Về được à? Trời ơi. À, đấy xong đi, nếu mà đi bên kia ra dưới trường học đấy, chốt xuống là chỗ nhà Tân Ninh ấy. À, ê, bên kia có một cái tập thể dục cần mẹ sang tập thử cái bên kia không? Kìa đấy, đấy, cái xe kìa. Đấy, đấy, tập cả tay, cả bụng nữa. Tập cái này nhỏ bụng ý. Đi, mẹ đứng lại, đi đây con ra con chỉ cho. Đứng lại con chỉ cho cách tập nhỏ bụng luôn. Nhỏ. Thôi bà ngoại để cho bà đi ra tập cái nhỏ bụng. Đây rồi. Đây rồi. Có chị chỉ rồi. Đấy mẹ ra đây. An đang bảo nhờ An chỉ cho bà. Đấy mẹ ra đi. Đấy. Đấy. Tập thế là nhỏ bụng ấy. Bụng nhỏ này. An ơi, An cầm giúp bà cái điện thoại để bà tập. Đấy. An cầm cho bà điện thoại để bà tập ngay. Rồi, rồi, quá. Rồi, bây giờ bà tập đi, bà tập 100 cái. Rồi. Đấy. Đấy. Bà được một chị nhiệt tình hướng dẫn cách tập thể dục. Đấy, bà tập về thế nào? Tập bé đấy không? Nếu dính dạng cái chiều ra đây tập đấy, bác Gozi giảng hướng dẫn để cho một cái bác khác bác ấy đấy hướng dẫn tập luôn. Đấy, bác Gozi tập kiểu gì? Đấy. Mạnh lên, mẹ tập mạnh nào. Đấy. Bà tập thế nào, bà thấy thoải mái không? Đấy, dạo nữa bà sang bên cái quay tay kia tập thêm mấy quay tay nữa.
Đấy, ngày nào mà bà ở đây ấy, thì ngày nào bà đi chiều chiều hoặc là sáng sớm bà dậy từ lúc 5 giờ bà dậy đúng không? 5 giờ là bà dậy, bà không ngủ được, bà dậy, bà ra bà tập thể dục. Sau đến tầm 7 giờ ấy, nắng lên là bà đi về. Đấy, là người khỏe rồi về tắm rửa xong là nghỉ ngơi, ăn buổi sáng. Xong đợi đến trưa ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi, xong đến chiều 5 giờ lại bắt đầu đi ra ngoài này tập thể dục. Ui dồi. Chỉ cần đôi khoảng 1 tháng thế à, chắc là người nhỏ eo không có bệnh tật gì nữa đâu. Đấy. Ra đây nhá, hít thở không khí trong lành nhá. Đấy. Rồi cái này thế thôi. Đi, ok. Rồi bây giờ hướng dẫn bà nội tiếp tục. Bà giáo bảo có biết cách tập kiki không? Hướng dẫn bà. Rồi, bảo tập như nào nhá. Như nào? Đấy, bám vào đâu? Bà phải bám được chưa? Bà đừng có bỏ tay ra, bỏ tay ngã đấy. Đấy, bám vào trước, đúng rồi. Trèo chân lên, đúng rồi. Hai chân. Rồi, quay người. Đứng thẳng người lên, vặn đi. Đấy, vặn như thế, đúng rồi. Đúng rồi, vặn mẹo, đúng rồi, như bạn có gì cả ấy. Bà lần đầu tiên đi ra công viên. Vâng. Gần 80 rồi ạ. Dạ. Đấy. Đấy, bạn lên trên này, bạn chọn trên này này. Cái này bạn biết tập chưa Bi ạ? Biết chưa? Rồi, bạn biết tập rồi thì để cho sang tập mấy cái khác nữa. Hay, Lan Ninh đu được mấy cái, xem đu xa mấy cái nào. Đu đi. Ờ, đấy, ôi gia đình cao mới được tới kia kìa. Đu đi, nào, đu đi. Rồi. Kéo bị tụt quần ra. Ai bị đạp cho mát. Ôi, ui dồi. Ông không biết chạy chân với tay chả khớp gì cả. Để mạnh lên. Đấy. Bắn con xin lên chơi cùng các. Ui dồi, ông chạy kiểu gì. Đấy. Ôi, tao cái gì? Nhưng mà chạy cả vòng chứ. Tập cả vòng nữa. Đứng thẳng người lên, mẹ đứng thẳng người lên. One, three.